Chương trình xây dựng mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học đã được phê duyệt. Mục tiêu chung của chương trình là xây dựng mô hình về phát triển, chia sẻ, khai thác và sử dụng tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học. Mục đích là nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập, đồng thời đáp ứng nhu cầu của người học để được cấp bằng và nhu cầu học tập suốt đời. Chương trình này sẽ được triển khai trong giai đoạn năm 2023 đến năm 2026 và có những điểm chính sau. 1. Xây dựng cổng truy cập tài nguyên giáo dục mở. Chương trình nhằm xây dựng và vận hành cổng truy cập tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học. Cổng này sẽ trở thành địa chỉ tìm kiếm tài liệu học tập, giảng dạy và nghiên cứu đáng tin cậy cho người học, cán bộ, giảng viên và những người cần cập nhật kiến thức giáo dục đại học. 2. Phát triển tài nguyên giáo dục mở. Chương trình đặt mục tiêu có hơn 40% số cơ sở giáo dục đại học tham gia xây dựng và phát triển tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học. Đồng thời, trên 20% số ngành đào tạo cấp bằng đại học sẽ có giáo trình và tài liệu giảng dạy được đưa vào cổng truy cập tài nguyên giáo dục mở. Hơn 300 giáo trình, tài liệu giảng dạy và tài liệu học tập trong giáo dục đại học sẽ được cung cấp trên cổng này. 3. Khai thác và sử dụng tài nguyên giáo dục mở. Chương trình nhằm khai thác và sử dụng tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học. Hơn 50% số cơ sở giáo dục đại học dự kiến sẽ khai thác và sử dụng nội dung tài liệu giảng dạy và giáo trình từ nguồn tài nguyên giáo dục mở, cũng như trên 50% số cán bộ, giảng viên và người học đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học dự kiến sẽ sử dụng tài liệu giảng dạy và giáo trình từ nguồn tài nguyên giáo dục mở để phục vụ giảng dạy và nghiên cứu. Chương trình phê duyệt mục tiêu xây dựng mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học. Nhiệm vụ đặt ra là phải bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên giáo dục mở. Cụ thể, nhiệm vụ của chương trình bao gồm: 1. Xây dựng quy định của chính phủ. Chương trình sẽ xây dựng và ban hành quy định của chính phủ liên quan đến việc xây dựng, công bố, kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học. Quy định này cũng sẽ quy định các chế độ và chính sách khuyến khích cơ sở giáo dục đại học, giáo viên và nhà khoa học tham gia đóng góp, chia sẻ, khai thác và sử dụng tài nguyên giáo dục mở. 2. Quy chuẩn và tiêu chuẩn. Chương trình sẽ xây dựng và ban hành các quy định về quy chuẩn và tiêu chuẩn liên quan đến xây dựng, phát triển, kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học. 3. Xây dựng kho dữ liệu. Chương trình đề xuất xây dựng và phát triển kho dữ liệu về tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Kho dữ liệu này sẽ phục vụ việc kết nối và liên thông với các cơ sở đào tạo và giáo trình giáo dục đại học. 4. Xây dựng cổng truy cập. Chương trình sẽ xây dựng cổng truy cập tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học. Cổng này sẽ kết nối và liên thông với kho dữ liệu tài nguyên giáo dục mở của từng cơ sở đào tạo và cổng học liệu số giáo dục đại học, đồng thời duy trì và phát triển cổng truy cập này.